Em tên là Đặng Hoàng Anh, người ở Sài Gòn, đang ở Gò Vấp, nghề nghiệp là lái xe. Anh năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay 45 tuổi. 45 tuổi. 45 tuổi. Rồi, mời. Dạ, em là Tôn Nữ Hương Xuân, năm nay em 39 tuổi, nghề nghiệp em là kinh doanh tự do. Tôn Nữ Hương Xuân là chắc là gốc là Huế. Huế. À, gì đó hả? Dòng họ vua chúa. À. Có nói được miếng tiếng Huế nào không? Mới gốc mùa. Hai vợ chồng là lấy nhau là được bao lâu rồi? Dạ 21 năm. Mới hấp hôn hồi năm ngoái. Hai chồng là mấy cháu rồi? Dạ hai cháu, một đứa 20, đứa 8 tuổi. Cách nhau gì mà xa dễ sợ vậy đó hả? Đứa lớn thì ở chung hai chồng. À. Đứa nhỏ ở Bình Dương. 6 tháng là bà ngoại bắt về Bình Dương bà ngoại nuôi đấy. Bà ngoại cưng quá hả? Dạ. Như vậy là cái đợt dịch này là chắc có lẽ là không có gặp con suốt. Có gặp nhưng mà không có được ôm. Tại sao? Tại vì em đi làm từ thiện, em đi lên tới đó được. Tức là hai chồng đi làm từ thiện rồi cũng đi lên từ thiện. Hai vợ chồng tự làm, tự mở nhóm. Các bạn có thể chia sẻ chút xíu về cái công việc thiện nguyện của hai vợ chồng trong cái mùa dịch vừa rồi? Tụi em là bên nhóm của Bạn Hữu Đường Xa. Em là trưởng nhóm của Bạn Hữu Đường Xa Sài Gòn. Tất cả là anh em đều là tài xế. Mới đầu là chỉ có hỗ trợ trong nhóm Sài Gòn thôi. Thì sau này thấy bà con khổ quá. Thì có em ruột của mình là Đặng Hoàng Nhân. Nên mới đứng ra nó hỗ trợ, tức là hỗ trợ về mặt tạo ra một cái nhóm hội thiện nguyện Sài Gòn. Thì mới đi hỗ trợ cho những cái bà con bị cách ly, những bà con bị phong tỏa, những cái khu phòng trọ không có việc làm. Thì xin mạnh thường quân được cái gì thì mình hỗ trợ lại được. Thấy cái đó. Suốt từ đầu mùa dịch tới giờ là 4 tháng. Hiện bây giờ vẫn còn hỗ trợ nhưng mà hỗ trợ tại kho. Bà con đi được, bà con tới lấy. Vậy là tụi em đã lấy nhau được 21 năm rồi. Dạ. Còn nhớ lại được cái thời điểm mà lúc đầu tiên mà mình thấy mặt nhau không? Dạ em làm quản lý pizza máy lạnh, có 3 bàn thôi. Ở Phú Nhuận á, chủ là em bà con, mình đứng quản lý giùm, tính tiền, coi xe, coi cộ, coi nhân viên. Thì nhân viên nữ chỉ có shopee cho khách đánh thôi. Bà xã tới nhận. Tới xin việc. Em không nhận. Em không nhận. Tại sao vậy? Tại vì nó nhỏ con quá, thì bắt mắt chứ người khách, mấy câu khách được khách. Rồi bữa cũng ráng lì 2-3 ngày sau cũng quay lên gặp chủ nhận. Lúc đó Xuân là bao nhiêu tuổi? Dạ năm đó em mới có mười mấy tuổi à. Nhưng mà tại vì cũng tính hiếu thắng á, thì có nhỏ bạn làm trong đó, thì em làm chỗ khác. Khi kêu em á là đi qua đây làm chung, có cái thằng quản lý này thấy ghét lắm. À, là ông này đúng không? Dạ đúng rồi. Lại lúc đó tóc thì lúc nào cũng hai mái mà rủ con trai mà tóc mỏng trường luôn. Đó, mái đan trường hồi xưa mà phải chấp nhận cho người ta chứ à. Theo thời chứ. Em nhìn qua thì em cũng ghét thiệt, mặt nhìn lấu cá. Đã vệ sinh rồi không nhận nữa là càng ghét thêm đúng không? Đúng rồi, lôi chôi lúc chốc rồi kiểu ra vẻ là phân biệt chủ cả này kia, là không có hòa đồng với nhân viên á. Bạn em mới nói tao cua này không được, mày vô mày cua được thì tao thua mình chầu ăn. Thì mình nghĩ là bản lĩnh của mình hồi nào giờ, ví dụ như đi làm ở đâu chưa bao giờ bị từ chối. Và cũng chưa bao giờ mà thí dụ như mà để mà dạng như cái mắt đàn ông mà chê hay này kia nọ. Nói chung là lúc đầu thì cũng rất là ghét. Đi vô xin việc không nhận luôn. Không nhận thì lần thứ ba là cái gặp được người chủ. Em bà con của ông này. Đó. Rồi cái ông em bà con nó nhận cô này. Đó, còn ông này là cho cô này rớt từ dòng giữa xe. Coi thường người ta dễ sợ không? Khi mà em đi xin nhận rồi đó, em ra ngoài còn nghe cái giọng của ổng nói, mà ổng nói chứ em nghe từ đầu em đã không nhận rồi mà chị còn nhận chi nữa. Đó, chị nhận thì chị làm gì làm em biết. Cái người vậy đó mới nói chứ ủa thấy con bé này dễ thương mà sao tự nhiên không nhận, thì nó nhìn không dễ thương chút nào. Trời ơi, tự ái chứ em đúng không? Rồi sau đó chắc có lẽ là hận lắm đúng không? Dạ. Khi mà em đi làm á là cái mục tiêu em không phải kiếm tiền nữa mà là kiếm người đúng không? Dạ đúng rồi. Kiếm như háo thắng là nghĩ là để quen cho bằng được rồi thôi, chứ không có nghĩ là chơi qua đường rồi bỏ đó. Thì em cũng có nói mẹ mà nói trời sao con ghét cái thằng quản lý ở trên con quá. Đó mẹ cứ hỏi thằng đó bao lớn mà mày ghét, nói chứ mà làm gì mày ghét, nó con cũng biết sao con nhìn mặt nó con không ưa. Thì kệ nó làm gì làm, con làm con cứ làm, có gì đâu mà ghét. Nó con không biết sao con nhìn mặt nó con không ưa chút nào hết. Thì cứ về cứ hay nói mẹ vậy đó. Rồi mẹ cũng kêu là hôm nào đi làm chở mẹ đi thì phải coi mặt nó ra làm sao. Này là điển hình của sự ghét của nào trời cho con ấy á, đúng không? Những lúc không có khách á thì cái tâm sự này kia nọ thì em làm đâu cũng khoảng 2-3 tháng em nghỉ. Lúc nào thì bắt đầu em mới để ý con bé này? Cái quán pizza đó làm được mấy tháng là quán pizza nó phải đổi hình thức kinh doanh, chuyển qua làm quán nhậu, quán ăn gia đình. Thì em nghỉ, bà xã nghỉ, bà xã về nhà, cái buồn lục cái số điện thoại điện thử thôi.
Tới nhà chơi coi sao. Lên tới nhà chơi mình cũng đâu có biết là có bạn trai rồi hay là đang giận bạn trai gì đó, hốt được thôi đó. Chứ cũng không có gọi là yêu đương gì hết. Nhưng mà lúc đó anh có bồ chưa? Lúc đó cũng có bồ rồi, nhưng mà kiếm thêm vậy đó. Thanh niên mà vậy nó mới hai mấy tuổi, giống như là các em dễ dãi á. Có câu chuyện này lắc léo lắm nha. Lúc đó em có người yêu rồi, bà này cũng có bồ luôn. Em có bồ không? Lúc đó em có bồ không? Em đang có bồ đó. Rồi đến khi nào thì cả hai coi như là tan vỡ với cái người yêu của mình và coi như là chính thức là quen nhau? Mối tình đầu của em là không có chấp nhận cho em quen người này, rồi nói em là lấy người này là sẽ khổ, rồi không có biết lo. Ủa rồi sao không lấy cái ông mối tình đầu mà lấy ông này gì? Thì lúc đó em nhỏ mà em ghen tuông, rồi với cái người em gái của người đó là em gái bà con mà dạng như không có giữ khoảng cách. Cứ mỗi lần lễ lộc hay bất cứ cái gì cứ là chạy lên là anh em là cứ là mừng, rồi ôm nhau đi đâu cái tự nhiên cũng na theo. Thì em không chịu, nhiều khi lên cái hai anh em cứ ở chung một phòng vậy đó, cũng nói là em này kia rồi tào lao này kia nọ, anh em trong nhà mà tại sao có những suy nghĩ đó. Thì anh nói là anh dạng như không phải chia tay, anh nói là để cho em lớn để trưởng thành quen, cũng hứa hẹn là tới 22 tuổi mới làm đám cưới. Còn em sao? Dạng như là quen chơi vậy thôi. Lúc mà em quen chơi vậy em vẫn còn quen cái cô bồ đầu vẫn tiên còn quen em. Nhưng mà cô bồ đó ít có gặp đó. Cô đó ở xa hay gì? Không, cũng ở gần đó thôi, nhưng mà bà này nói không có thương mình mà cứ đi theo dõi hỏi coi đi đâu sao đi về sớm, mình đến nhà chơi sao về sớm. Thế làm ghé ngõ bầu cũ đi kiếm xong về thấy mặt thì em đi về nhà, ủa sao đứng trước nhà em, tức là đi bắt không được xong đứng coi em đi đâu chơi đó. Để cái nói là đi đâu, hỏi đi thăm ta hả, mà có thật chứ có đi đâu thăm bạn bè hay đi gặp mấy thằng bạn thanh niên nó ngồi cà phê thôi. Chị mà cũng đi ghen đi kiếm gì kêu không có thương, ghen ngược đó. Ghen ngược mà trong khi đó bồ á tới nhà hoài. Lúc em nói chuyện em tới nhà chơi á, bồ cũ cũng tới, hai thằng đụng mặt luôn cũng chuyện bình thường. Chị mà vậy mà em không ghen, em đó mình là người tới sau mình không có ghen, nhưng mà đi bắt ghen đi theo dõi em. Bắt ghen là đụng mặt với nhau luôn nè. Bắt ghen có nghĩa là ông này ghen với bồ của em luôn. Nếu mà ông đi theo dõi em. Bình thường thì buổi sáng lên nhà chơi, nói gia đình là đi làm, nhưng mà thực chất ra không có làm, ghé nhà em chơi ở từ sáng tới chiều mới về, mà tới hôm nay số trưa về rồi. Đạp xe đạp về nhà Bình Thạnh á, cứ về em xách xe đam đi theo dõi. Mà em theo dõi em chạy ngược chiều không à. Thì nếu mà lại thượng chiều tôi quay lại thấy liền, mà chạy cứ ngóc ngóc đằng sau quay lại không à. Em chạy bên đường bên kia kìa, mà chạy suốt từ đó lên tới Phú Nhuận á. Vừa tới là thấy bồ cũ đứng nói chuyện, thì em nẹt ga nẹt buông cái là quay lại thấy em hết hồn, đạp xe bỏ chạy. Cái phản xạ là em đạp, em cống đít, em bỏ, em chạy, rồi ông này dí theo em, rồi bồ cũ dí theo ông này, rồi ba người dí nhau, em chạy loạn xạ, em không biết em chạy đâu, em chạy tùm lum, lộn vô tới sân bay luôn. Nhưng mà có đụng nhau không? Không đụng. Không, em làm đôi đã, em chạy em né chắc anh mà. Anh kia anh phải vô lấy xe nữa, anh chậm một nhịp rồi. Bà này chạy trước ông này gượng theo, ông kia gượng theo ông này. Em chỉ cần em cho dám chạy trước lại đâu chạy đâu có lại nha. Ông này ông dí được theo em thôi, dí được theo em là em kêu rồi thôi về đi, đừng có ở đây, em sợ là gì, em biết cái tính người bạn trai của em là nóng. Đó, người kia nóng hay người này nóng? Người kia nóng. Cái người này thì ngậm ngùi không mà chứ không nói gì hết. Mỗi lần bạn trai cũ em tới cái ảnh cho tiếp chuyện, cho đi chơi, đi ăn, đi uống. Ví dụ như Tết đến vậy đó, cho em đi qua nhà bên đó. Ảnh kia về ví dụ như cái gì ảnh buồn, cái ảnh ngồi góc vậy thôi. Hoặc là hỏi cái gì hay mét mẹ, nói mẹ coi vậy đó có được không này kia nọ. Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cùng Quyền Linh và Ngọc Lan. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ bảy và 22h30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube MCV Media. Rồi bây giờ bạn trai cũ em đâu dạ, rồi? Dạ mất rồi. Ảnh bị ung thư bao tử. Ồ vậy hả? Bao nhiêu tuổi mà mất? Ảnh lớn hơn anh này 1 tuổi. Mất bao lâu rồi? Chắc cũng mười mấy năm rồi. Hồi lúc quen nhau là biết ảnh bị đau bụng hay đau bụng, cứ mỗi lần đau bụng em đi ra tìm thuốc tây em mua thôi, chứ cũng không có nghĩ là bị gì. Đến khi mà chính thức em lấy chồng rồi đó, ảnh cũng buồn, rồi ảnh quen tùm lum la này kia nọ, cái nhậu hồi nào thì không biết nhậu cái cũng nhậu, rồi bắt đầu càng ngày nó càng hại. Khi mà bắt đầu đau dữ dội quá thì đưa vô bác sĩ mới nói là giai đoạn cuối. Trời, tức là lúc đó là nhiêu tuổi? Dạ năm đó ảnh mất là 31 tuổi. Mà quá trẻ. 31 đó. Mà lúc ảnh mất thì là hai vợ chồng có đi viếng không? Nhà ảnh báo vậy đó, cái chồng không được lắm, ổng kêu là thôi em bỏ đi đi, đi về đi, cường mất rồi. Cái đây em chạy xe về, mọi việc ở công ty thì anh tự lo, xin nghỉ lãnh cho em đi qua bển để ở bên đó, là em cũng xin để tang được. Mà cái bên gia đình đó nói thôi con có chồng rồi, không có để tang gì được, ở sớm ta dị nghỉ. Rồi thôi chị ở phụ này kia, rồi cứ mỗi năm vậy đó thì anh cũng chở vợ đi tới nơi để mà mua bông cắm.
Ủa ra mộ đó hả? Dạ ra mộ đó thì anh nói có thằng khùng, thằng chồng nào khùng như tôi không? Tự nhiên đưa tiền cho vợ đi mua bông cắm cho thằng bồ cũ. Cái đó hay chứ. Thì nói mỗi năm thì anh cũng chở vợ đi ra hoặc là những cái việc mà hai mấy 8, 9 Tết á, mộ không? Thì cứ chở vợ ra mộ. Rồi dỗ gì á, hàng năm cái anh cũng chở đi tới nhà để mua chi cây này kia rồi gỡ. Anh thấy đó là một cái việc rất là văn minh em. Đó, thậm chí cái người bồ của em mất mà còn nói chứ thôi em gái sống hạnh phúc đi, anh thấy không ai bằng chồng em đâu. Nếu mà là anh cũng không có làm gì được. Trường hợp nào mà bồ cũ lại nhậu với chồng, ít mai lại ngồi chơi uống một vài hai ly vậy đó, chuyện đó bình thường. Thích chở vợ đi cho xin cho chở vợ đi công chuyện như thế bình thường. Nhờ vậy mà ông thay đổi cái suy nghĩ đó. Chứ hồi lúc đầu là không đồng ý cho bé này quen với anh này đúng không? Dạ đúng nhưng rồi. Nhưng mà sau này là thay đổi cái suy nghĩ. Nói chung cả gia đình em cũng không ai thích cho em lấy ảnh hết. Anh hai cũng vậy mà anh hai anh từ luôn á. Anh nói nếu mà mẹ mà gả xưng mà cho hay là con cũng từ này kia nọ. Cứ sợ là không lo được tương lai này kia. Lúc đó anh nhìn anh nhoi lắm. Nói chung là còn lôi cho lóc chóc lắm, chưa có chững chạc. Lớn hơn nhau có 1 tuổi mà anh kia thì chững chạc. Nhưng mà anh gia trưởng còn anh này thì không chững chạc. Nhưng mà được cái là dễ dãi vậy đó. Bao dung chứ không phải dễ dãi. Gia đình như là rất là yêu quý anh này đúng không? Dạ. Tại vì làm rể tới 6 năm lận mà. Ảnh đi làm rể giống như là em đi làm dâu mà em không có làm dâu, ảnh thay em làm dâu đó. Em bắt đầu đưa ra chiến lược là phải cua đó. Thì từ lúc nào á là em cảm thấy là em thích thiệt chứ không phải là em cua cho bỏ ghét. Thích thiệt rồi chắc sau này rồi có con rồi em mới thương. Trời ơi, chưa thương mà đồng ý lấy người ta luôn. Không phải 6 tháng cưới là tại vì do em thích mặc đồ cô dâu, thích được đeo vàng. Trời, bà muốn phu luôn mặc thử đồ cô dâu coi làm sao. Trời rồi ơi, mới lấy ông này làm mô hình, làm chú rể. Coi như là lãng mạn mà thành ra lãng nhách á. Nhưng mà em có biết cái thích của vợ em lúc đó không? Vậy không, vậy không. Giờ nói về cuộc sống hôn nhân đi đó. Đến cái phần gọi là đại hội vạch mặt rồi đó. Bạn này chắc không có tật gì xấu đâu ha. Nãy giờ có. Nghe là khen không à. Có kìa, dạ, có. Có thấy khen không mà có thấy chê gì đâu. Đâu có khen đâu. Xấu như thế nào? Dạ, xấu nước đói. Mỗi lần đói là phải ăn liền. Tôi cũng vậy đó, đổ vô là cọc. Ăn giống như nít mà cứ 4 tiếng là phải ăn, 4 tiếng là phải ăn, ăn lần không có nhiều mà. Có rung tay không? Nó không rung tay mà nó bực trong người. Tôi vừa rung tay mà vừa quạo luôn nữa. Đúng rồi, không có sức chịu đựng á. Tức là 21 năm là đều là vậy hay là mới đây thôi? Dạ, sống nước đói. Bây giờ có cải thiện chút xíu nào? Cũng vậy. Tôi đói nè, rồi còn gì nữa không nè? Nóng tính. Ủa hiền khô gì mà nóng tính cái gì? Nóng lắm á. Nóng khi nào đói thôi gì hay dạ sao? Không, nói chung là những cái chuyện gì mà bất bình hay là chẳng hạn giống như là lúc trước bên gia đình vậy đó. Ảnh không cần biết là vợ ảnh là có sai hay không, vậy ảnh thấy vợ đi làm về mà thấy vợ khóc một cái là cái quát là giống như ở nhà làm gì cho vợ khóc hay này kia vậy đó. Binh vợ bất chấp đó. Cứ hay binh rồi con rồi đi học này kia rồi cứ không hay binh vậy đó, chứ không có chưa có kịp rồi để nghe như thế nào. Yeah, bất kể ai cũng vậy chứ không phải là vợ con suy không. Suy nghĩ cho người khác. Cứ hay nóng rồi ảnh binh bậy. Mà mỗi lần mà cọc với vợ thì sao? Được cái là ví dụ như vợ chồng em là ví dụ như có gây không có chửi. Không có mày tao mày tớ. Bình thường ví dụ như ảnh nóng cái em mà tật em nói nhiều. Làm gì không vừa ý thì em bực em nhảy hoài. Nhảy cái chừng nào ổng nóng cái ổng quát lên cái em im. Em im còn không lôi cái ổng nóng cái em quát cái ổng im. Còn cái tật gì nữa không? Yếu hai tật đó. Xấu đói với lại là nóng tính phải không? Rồi giờ tên Hoàng Anh đó. Ở ngày xưa dân Sài Gòn. Ông già vợ là gốc Huế. Ở nhỏ lớn Sài Gòn thì nói chung là vẫn còn khờ lắm. Có cái tật á, lầu bầu cứ nhai đi nhai lại một cái vấn đề mà nó hoài nói mà lèm không biết nói nhiều lèm bèm mà chịu nổi luôn. Nói mình nói cầm điện thoại tôi ngồi chăm chú cái điện thoại. Không để ý, không muốn để ý luôn. Nhưng tật hay quên dặn là hôm nay đi lên phường phải cầm cái này cầm này đi xong cái nửa đường quên. Quên là bực là phải quay đầu xe lại. Là nó mất thời gian mà nó đủ chuyện. Là lúc đó là nóng đó. Là đúng rồi. Là bực lên lấy về quay qua quýnh. Mình không quýnh được bây giờ. Quay đầu về chửi thằng Tăng. Rồi chửi rồi thôi nha. Không có nhắc nữa nha. Không có nói nữa nha. Mình mà quên lại dừng. Quên là nói hoài luôn. Hoài luôn. Năm nào với 10 thì luôn. Nhắc lại nó hoài luôn. Nó chuyện nổi. Hình như đó là cái tật của mấy bà hay sao đó. Cũng tùy em. Đi làm biếng nói lắm em. Chị nói thiệt với em á. Cái vụ chi tiêu á. Chi tiêu là bên này chi tiêu hết. Anh lương về là đâu đó nó có 3 đêm hết. Tiền này của anh đi làm là nhiêu đó. Còn tiền này là về là để cái bao thư đó tự giữ. Mà bà giữ có mượn tiền có không? Có ai mượn tiền em không? Mượn 500 trả 400 à.
đổi trăm đâu à, theo lẽ là phải trả 550 chứ. Ừ không có cái chuyện đó, mượn toàn là trả thiếu không à. Vậy là em đúng không? Vậy là em biển thủ rồi, em biển thủ tiền mượn rồi. Không phải, tại vì em nghĩ rằng ông giữ tiền nhiều không được tốt. Là... trong túi ông nhiều nhất là một tháng 500 ngàn anh xài đủ không? 500 ngàn hả? Trời ơi, nói chung anh đi làm một tháng em chỉ phát lại 500 thôi. Trời ơi, 500 rồi đổ xăng rồi ăn uống sao? Một ngày em hút thuốc hết 32 ngàn, một gói thuốc 32 ngàn, chỗ làm cho 50 ngàn tiền cơm. Bây giờ cái tiền cà phê nè, tiền hút thuốc nè, tiền ăn trưa nè, nó vô có nhiều đó trong 500 ngàn với 50 ngàn nữa. Riêng cái vụ đó em ngồi mới tính với vợ em, một ngày đó là em hút một gói thuốc vậy, ly cà phê vậy he, rồi ABCD em tính ra hết đi, 26 ngày là nó được 1.3 triệu với 500 là 1.8 triệu, đúng không? Bây giờ em ngồi em tính đi, nếu mà con số nó vượt khỏi 1.8 triệu thì bắt buộc em phải cho, còn nếu không á thì là không. Anh làm cách nào mà anh có đủ cái tiền anh tiêu, mà anh làm không đúng hoặc anh làm bậy là em ráng chịu. Sinh tồn là người ta phải tìm mọi cách để người ta bù vô. Xây sở bằng cách nào? Nhịn uống cà phê, ăn cơm trưa rẻ ăn chút. Tội, ăn cái món ăn vậy. Tội, ví dụ như giờ được 50 ngàn, giờ ăn 2 tô mì gói đi. Trời, trưa 1 tô, tối 1 tô, ví dụ như là ăn tiết kiệm. Ăn với ăn buổi trưa thôi. Bởi vậy đó em mới 500. Em biết mà, nhưng mà em đã nói rồi, kệ cái chuyện đủ kệ anh. Em không biết thì giờ lương nhiêu đó thì em phải chi tiêu đủ thứ hết. Tại vì quán xuyến kinh tế là em mà. Còn cái mặt khác thiếu đủ thì anh không cần quan tâm. Anh sẽ có những cái thành viên của anh là mỗi ngày cứ hay ghé anh mua nỉ kia cho anh ăn lắm. Rồi nha, rồi chị nói em canh nha, một ngày nào đó mà có một cô gái nào á mà lúc nào cũng lo về ăn uống cho ảnh nè, anh đừng có ăn gì nghe, anh phải ăn gì, anh phải là em mệt đó. Hết rồi đó, muốn vợ sao? Gọi là bớt nhai là thì được. Bớt nói nhiều phong, bớt nói lời. Giữa cái bớt nói với lại là cái mà cho đủ cái số tiền để xài thì em chọn cái nào? Bớt nhai đi. Thôi cũng được. Anh tự anh tìm kiếm thôi, mình bớt nói lại cũng được, không có sao hết á. Em mong chồng em thay đổi cái gì nè? Anh cũng không có gì để thay đổi hết á. Anh chỉ có là cái xấu nước đói thôi, với lại nóng tính thôi. Thương vợ thương con lắm, kể bao nhiêu năm nay nhưng mà tụi em cũng giống như vợ chồng son vậy đó. Đi ăn đi nhậu gì cũng đều dẫn vợ đi theo, bất cứ cái gì cũng đều chở vợ đi theo hết. Thôi vậy là hay, vậy là thôi chương trình lại tiếp tục. Chúc tụi em sau đây sẽ là đám cưới vàng, rồi đám cưới kim cương nữa. Chắc chắn sẽ có. Rồi, cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Xin cảm ơn chị Hồng Vân và anh Quốc Thận rất nhiều.